Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là một mẫu giỏ vuông. Vuông vắn này. Và sau đây thì mình sẽ bó lấp kín cái giỏ này nhé các bạn nhé. Giỏ vuông này nó sẽ to hơn nên là các bạn sẽ phải đút cẩn thận chứ không là nó sẽ rách. Ôi không được rồi các bạn. Giỏ vuông này không đút được vừa cái túi bé này rồi. Không đút vừa túi bé các bạn. Mình sẽ phải có cái túi to hơn. Đấy, giỏ nào nó phải theo cái túi đấy nhé các bạn. Đấy. Cho vào đây được luôn. Đấy, rất đẹp. Vuông vắn này. Đấy, với giỏ vuông này thì chúng ta sẽ cho càng nhiều mặt hàng càng tốt nha các bạn. Một hộp bánh này, một hộp bánh trứng này, ôi rồi không vừa rồi. Với giỏ vuông này thì chúng ta sẽ xếp đứng cái hộp bánh trứng này lên. Kẹo hộp này để thẳng này, cà phê này. À với giỏ vuông này chúng ta sẽ cho thêm chai rượu vào các bạn. Chai rượu vang, cho luôn xuống dưới này cũng được. Tí nữa cho hộp mứt đằng sau, một cà phê này, kẹo này, trà chanh, nít tông, đây là trà đào, cho hộp mứt vào đây. Rất đẹp rồi. Hai lon nước. Lon Coca. Lon bia. Cân đối chứ các bạn. Mình cho thêm một hộp chè sen vào đây đi. Cho nó đầy đặn. Chín mặt hàng. Đúng là giỏ vuông nó khác các bạn ạ. Chỉ cần cho vào là đẹp. Đấy. Chúng ta sẽ cho thêm một vài mặt hàng nữa cho nó đầy đặn hơn nhé. Thêm gói kẹo su hút vào đi. Đấy. Tuyệt vời luôn. Đấy, lại trước. Đấy. Đẹp tuyệt vời. Nơ buộc sẵn này các bạn này. Thank you.
Đấy. Thế là cái mẫu của mình đã xong rồi các bạn. Cà phê, trà chanh, nước tông. Nặng trịch luôn các bạn. Đấy, thế là cái giỏ quà đây của mình đã hoàn thành xong. Mình có thể là chỉ cần xếp tất cả các mặt hàng là mình sẽ cho vào giỏ. Với sự bố trí là rất đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem. Nếu mọi người thấy video của mình hay và hữu ích thì like và đăng ký chia sẻ kênh dùm mình nhé. Xin chào tất cả mọi người.